hình đi. Rồi va rồi nhá, nhìn kỹ vô sách nha, rắc rối, cái số nó rắc rối quá. Hơn tiếng Anh đi, kỹ vô nghe. Bây giờ 21 nhìn vô đầu dòng trên á, tiếng Việt 21 nó nói là va là 20, e là và, ơ là một. Nhìn kỹ ra ở trên màn hình có luôn á, ai cũng có sách, nhưng mà phải mua sách hả, chứ không chơi ví dụ mà có cái pate nhớ luôn luôn nối âm tiếng Anh và tiếng Pháp, mà không nối âm thì không phải là tiếng Anh và tiếng Pháp. Tiếng Anh là liên cấp, tiếng Pháp là liaison. Tôi không cần biết cái tên nó làm gì, nối âm qua lên t và lưỡi lấy cây bút móc vô những vở cuốn sách của mình, vente móc quà, mà on không có nói, không có vente tan. Nói sao vậy, bởi tay nó khùng vậy mình khùng theo nó chứ giờ sao vậy. Vente 20 và một lưỡi nha, và bắt đầu từ những con số số 1 đó, số 1 đó, 31, 51, 91, 91 này. Thì nhớ có e, 20 và 1, 30 và 1, 90 và 1. Rồi, tiếp theo. Sau đó thì không có và nữa. Và là 20, đơ là 22. Đúng như cái việc mình luôn. Đấy nè, mà nếu không thuộc cái số nền bên kia đó, thì qua đây lấy đâu nói mà cộng. Dạ đây là toán cộng 20 và 2 lên được. Nhìn kỹ nha. Và hòa 20, 3, 24, 24. Đây là nhiêu đó đủ rồi, là nó in chi cho dài cho hao giấy. Rồi 29, 29. 27, 26. Cứ thế mà làm. Riêng cái mốc 21 lũi phải có và. Đấy, đây là cái mẫu mực, cho nên ven troa, ven cát, ven sang, ven sít, ven sết, ven tuyết, ven nấp 29, như thế mà làm tới thôi. Và một cái tình tiết thứ hai, viết cái số chục làm ơn gạch nối, không có gạch nối là sai thư pháp, lỗi chính tả. Trong tiếng Việt mình có gạch nối chứ, trước 35 thầy học á là có rồi 100 rớt sống nữa rồi đó. Nhưng mà không gạch nối là sao 35 rồi, tiếng Việt mình có nhiều từ phải gạch nối hả? Bỏ hết trơn cái trọi rồi, bỏ tay luôn, cải cách á. Cải thì chắc kể, chắc cả bị dúng là cái gì. Cho nên ở đây lưu ý nè, ven tro ven đơ ven là cho đến ven đi nớt mà đều có gạch nối hả, khi viết không gạch nối là bắt một lỗi, bắt một lỗi coi như chữ đó sai rồi nhá. Cho nên ven tro cho đến ven nớt là 29. Rồi bắt đầu 30 trăng ta là 30. Bây giờ 31 theo như luật lúc nãy thầy nói đó, hễ mốt trong tiếng Việt mình đó, trăng thì 31, 30 và 1, trăng đơ 32, cứ thế làm tới ghép luôn tới 39 đi, trăng thứ trăng tử nấp, mà trăng tử nấp là 30 thì bắt đầu qua 40, ca răng tử, nhìn vô đúng chữ đó, ca răng tử. Thôi bây giờ bắt đầu tới đây nó thôi thêm cho mình rồi, quen quá rồi, giỏi quá rồi, cho nên ca răng tử là 40 thì
mình là người Việt Nam, mình có thêm chút nữa, 41 Karanté. Đừng quên đó nha. Rồi 42 với ở Karanté được miết cho đến 49 Karanté nập. Và sau cùng 50 tiếp theo đây, sang gần là 50. Ta thấy cái dễ nhớ, dễ nhớ là cái tiết đầu ngữ của con số, số đơn vị. Cát rồi là 4, thì 40 là Karanté. Rồi 14 ca to, cái ca đó là cái tiết đầu ngữ của cái hàng 4 đó. 40 Karanté. Rồi 41 như Karanté. Cho nên ai mà muốn giỏi á thì về nhà chịu khó viết lại và viết đầy đủ, đọc cho lưu loát luôn. Karanté, 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 viết đầy đủ học luôn. Chứ đừng học theo kiểu của Tây, đây là tiếng mẹ đẻ của nó. Rồi, sang con là 50 thì tới 59 luôn. Đầu tiên sang con Téo, 51. Nhớ luôn luôn đó. Sang con Đưa, sang con Khoa, sang con Cách, sang con Xa, cho đến sang con Nấp là 59 là 60. Sơ sang tới 60 thì mình làm luôn. Mình là người Việt Nam học tiếng Pháp. Sơ sang Téo, sơ sang Đưa, sơ sang Khoa, sơ sang Cách, sơ sang Xa, sơ sang Xích, cho đến sơ sang Nấp 69. Tới đây quá ư là dễ. Bắt đầu rối địa hình đây. Xoa xăng từ là 60, bắt đầu làm con cộng á, 70. Xoa xăng từ nhìn dưới đó, xong từ 60 cộng với 10 không phải 70 à? 60 thầy. Hả? Thầy 60 cộng với 10 là 70. Xoa xăng từ 10. Thấy chưa? Ai theo không kịp làm ơn hỏi à nha. Không đơn giản nha. Số xăng tờ là 60, số xăng tiền 61, nhất tiền e on, số xăng đưa cho đến số xăng nấp 69, 70, 70 làm sao? 70 số xăng dis, 60 là số xăng tờ cộng với dis là 10. Mà hễ 70 số xăng dis thì 71. Nên là 70 cộng với mấy? 10. Sáu mươi cộng với mấy ra 10, ra 71. 11. Nhìn vô đấy. 61. Ờ, 60 cộng 11 phải 71 à? Cho nên sẽ xong tiêu rồi. 71. Ờ. Rồi, bây giờ tới 72 là 60 cộng với mấy ra 72? 72. Duz. Như vậy thì cái bên kia mà không thuộc lấy đâu cộng vô. Rồi à, 73 nó sao? Là 60 cộng với mấy mới ra 73 được chứ. Cho nên so sang đó, cộng thêm 13 là cái gì? Tiz. Okay. Tiz. Đấy, thầy nói từ 1 tới 20 mà không thuộc làm sao nói mới xuống lên được. Còn nhiều chuyện rắc rối nữa. Cho nên 73 là 60, 13 so sang tiz. Rồi 69. Ủa, 7 64 là 74 số sáng 60 cộng 14 là cái to rồi. Rồi 79 là 60 cộng như mấy? Đi nào. Thật ra cái bên kia thuộc làm sao nói tới 79. Rồi bắt đầu lên có sẵn rồi đó.
cá trừ là 4 nhân cho va là nhiêu? 80 không? À, lại có vụ làm tố nhân cộng có dễ ăn. Bây giờ bắt đầu từ 80 này là có làm tố nhân nha. Cho nên 4 lần 20 cá trừ va. Rồi bây giờ tới 81 thì sao? Cá trừ va on. Lưu ý cách trừ vang là 80, on là 1, không có e on hả? Chứ kỳ ha. Bên kia 21 kìa, vang t on, hay là 31 trăng t on. Nhưng mà 81 là cách trừ vang 4 lần 20 cộng với 1. Cách trừ vang on. Rồi 82 cách trừ vang đơ nó làm sẵn cho mình rồi đó. Rồi 85 là cách trừ vang mấy? Cách trừ vang ken. Ý, đâu mà ken rồi, dữ ông nữa. À, 4 lần 20 cộng với 15 mà ra 95 mà 85. Cách trừ vang sang. Cho nên bên kia không thuộc thì không thể nói, không thể nói con số lên được đó, thấy chưa? Bên kia phải vào on the direction she said we know it on do try get our cans it said this is enough. Rồi như như cháu ngồi như là tiếng Việt, chứ còn ngồi đó đi ra chợ đi mua rồi món hàng người ta nói thì 3 tháng sau được mặt ra không biết người ta nói nhiêu tiền, không thuộc số này đâu biết. Rồi bây giờ mình bán một cái gì mình mua gì mình trả giá, trả giá người người ta nói là 120.000 ví dụ vậy, mình nghe không biết thôi giá cả nó là sao. Cẩn thận ha, thì nói bài số này là sinh mạng của mình nè, người ta nói số điện thoại cho mình rồi hỏi người ta đồng hồ mấy giờ, người ta nói giờ nghe số không biết lấy đâu nghe biết mấy giờ đấy. Cho nên cách trừ van dư là 82 để hả. Rồi cách trừ van trua là 83, cách trừ van sang là 85, cách trừ van nấp là 89. 89 thì tới 90 là 4 lần 20 cộng với 10 cách trừ van. Dĩ nhiên hãy dis lúc đầu ta lấy hàng chục rồi đó, tới 91 tiếp theo là cách trừ vang 4 lần 20 cộng với ounce là 11 ra 91 đúng. 4 lần 20 cộng 11 không phải 91 à? À rồi cách trừ vang 4 lần 20 cộng với 12 douze nó mới ra 92 được. Mà cái bài này thầy nói rằng là cuộc đời là con số, cho nên thầy sẽ kiểm tra hả? Thầy sẽ kiểm tra cá nhân từng người hả? Và phải lưu loát hả? Nói được con số, số tiền hay nói được cái con số điện thoại hay nói được cái số gì đó 3 tháng mới được con số thì chết dở. Hãy nhìn số đó biết tên nó làm sao mấy. Thấy con số 92 thì không nói tiếng Việt là 92 mà phải nói cách trừ vang. Mà thấy con số 95 là cách trừ vang can. Không, không ấm ớ hồi tại à, làm ơn hả? Như vậy thì sao? Làm ơn về nhà lấy quyển vở viết ra đầy đủ dùm cái, đừng viết tắt theo kiểu này. Cái kiểu này là kiểu cho Tây học tiếng Pháp chứ không phải người Việt Nam học tiếng Pháp. Mấy người Tây con học tiếng Pháp đó. Lưu ý hả? Là 91 cái trừ vang ông không có ê. Rồi 92 cái trừ vang đu rồi, 4 lần 20 với 12 đu rồi. Rồi 95 cái trừ vang ken rồi. Ken rồi là 15. 4 lần 20 mà cộng với 15 không phải 95 à? Miết cho đến 99 là cách trừ vang 4 lần 20 là 80,
cộng với 19 là nhiêu? Đi. Đi nấp. Qua đi nấp rồi 19. Ờ. À, nó mới ra 99 nha. 80 cộng với 19. Rồi nha. Ai tới đâu mà không hiểu là hỏi liền. À, thầy sẽ kiểm tra cá nhân hả? Không chơi ví dụ mà học ngồi ở cõi trên học ở cõi trên dạy hả? Không có chơi trò đó hả? Phải học là phải nói chuyện được, đọc viết nghe nói ít nhất là ba kỹ năng. Ừ. Bây giờ xăng là 100. Xăng. Xăng ở đây đọc âm, đọc âm nghe kỹ nè. Không phải là xăng dầu. Xăng âm họng. Xăng. Chứ không có xăng, không phải xăng nhớt. Xăng. À. Xăng. Như vậy thì xăng là 100. Bây giờ 101. Xăng ấn. Xăng ấn. Rồi 102. Xăng đỡ. Cứ thế mà làm tới thôi. Rồi đó, hàng 100 rồi nhé. Mà cái tình tiết gì đáng quan tâm? Thưa, xăng là 100, không có ơn là 1. Xăng là 100, không có dụ, không có trò đó nghe. Xăng tự bản chất nó là 100 rồi. Ai nghe hiểu không? Hiểu, nhớ không? Không nhớ làm ơn ghi vô mặt. Xăng là 100, 100 theo kiểu Việt Nam mình không có. Nhưng mà từ 200 trở lên phải có. Tiếp theo nhìn dưới đó, đưa xăng là 200. Và đọc đưa đó, on đưa, đưa đó chứ không có đơ, không nghe đơ cánh cuốc hả? Phát âm chuẩn dụng cái nghe. Đưa xăng là 200. 300 qua xăng. 500 xăng xăng, cứ thế làm tới thôi. Rồi Hoàng Lê đền, rồi còn cái hàng chục thì lạ trên rồi ha. Như 230 mấy, 430 mấy, 490 mấy gì đó. À, cái này mới là nó mới rối, là rối khúc trên đó. Chứ còn cái số trăm này thì dễ rồi. Chỉ lưu ý là 100 không có. Xăng là 100 rồi. Còn đưa xăng, sen xăng, nếp xăng 900. Giờ tới ngàn, nghìn, min là 1000. Rồi 1200 nó sao? Giờ như tiếng Việt 1000 là min, đưa xăng. Giờ 1500 min, min, xanh xanh xanh. Dưới ở cái khó là cái đám ở trên, cái đám ở trên lôi thôi là mệt lắm anh. Bữa nay tới được 1000 rồi đó ha. Sơ chơi chút là nói tiếng Tây được 1000 rồi đó. Ai nghìn trò miếng 3000, nhưng mà tới hàng ngàn rồi đó. Rồi còn cái chuyện hey, cho đến 9999 rồi. Nấp. Ai tự nguyện. 9000 là nấp min. Nấp min 900. Nấp xong. Nấp xong 90. Cát vàng. Nấp nấp 90. Cát vàng nấp nấp. Nấp. À, nấp. Đi.